Hello, Mỹ Ô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng mô tô của anh Nam nha anh chị các bạn. Chuyên thanh lý và trao đổi tất cả những mẫu mô tô cổ điển, thể thao nè, đủ loại luôn nha anh chị ơi. Về cần cách mua bán và chi tiết cụ thể để cửa hàng như thế nào thì mình đây mình gặp Thế Anh nè, tiếp tục. Chào em. Ôi Lê, hello. Hello anh em nha, chào anh Mỹ luôn nha. Đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam xin được gửi lời chào lời chúc nha. Đó thì hôm nay cửa hàng mình này cũng lên tranh thủ phát giới thiệu các dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh em mình tham khảo nha anh em. Thì vẫn như mọi khi thôi. Đó, trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng cho anh em mình biết. Đó, địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ngay ngã tư Bình Chuẩn nha anh em. Đó, số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhá. Đó, cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Đó, số điện thoại anh em cần mua bán gì thì liên lạc mình có để dưới phần mô tả hoặc góc trái màn hình anh em có chữ mô tô Phương Nam ở đó, số điện thoại mình ở đó. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn anh em, có hỗ trợ anh em trả góp đầy đủ. Ngân hàng cửa hàng hỗ trợ hết luôn nha anh em nhá. Thủ tục cực kỳ đơn giản. Căn cước công dân là có thể góp xe bên mình được rồi. Anh em nào làm công ty thì cho mình xin thêm cái bảo hiểm y tế. Đó, cửa hàng mình thì có hỗ trợ ship xe 63 tỉnh thành phố anh em nhá. Anh em là ở xa không tới được cửa hàng xem xe được, anh em chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Ưng xe cái là mình ship xe tận nơi, nhận được xe thanh toán lốt số tiền còn lại với nhà xe. Đó. Thì trong quá trình mình quay xe anh em ạ, cửa hàng mình nhiều lắm, mình không có thể tự lổ từng chiếc một cho anh em mình tham khảo được đâu. Anh em nào ưng xe nào rồi, muốn xem chi tiết xe, muốn nghe tiếng nổ máy thì anh em cứ chụp ảnh màn hình con xe đó lại, xong gửi qua số Zalo. Đó, gửi qua đó sẽ có nhân viên báo giá, có video, hình ảnh nằm lổ đầy đủ chi tiết cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Rồi, ngày đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em bắt đầu từ chiếc GPX Demon này nha anh em. Đó, phiên bản 150. Đó, nhập Thái anh em nhá, Thái Lan GPX Demon. Đó, con này thì mới chạy được có hơn 1.000 cây số thôi anh em. Đó, xe gần như là mới đập thùng luôn nhá. Đó, 2019 đăng ký biển An Giang. Giá con này thì mình đang xả cho anh em là giờ chỉ còn có 32 triệu đồng thôi nha anh em. Đó. Cửa hàng mình thì chương trình giảm giá khuyến mãi vẫn đang diễn ra anh em nhá. Đó, anh em nào muốn mua xe gì chốt lẹ dùm mình. Đó, mấy ngày nữa là chương trình sẽ kết thúc thôi. Rồi, bắt đầu mình xem cái lô bên đây nha anh chị các bạn. Dài rất là nhiều anh em. Giúp phía kia. Từ đây thẳng xuống dưới kia luôn nhá. Đó. Rồi, từ đây đi. Rồi, trước kế bên thứ hai là cửa hàng anh em này. VTX 1.300 phân khối. Đó. À. Anh em là một fan của cửa hàng mình thì anh em sẽ biết con này thì nói chung là cửa hàng cũng về cửa hàng khá là lâu rồi. Đó, đợt trước con xe này mình có báo là anh em là hơn 300 anh em. Mà giờ mình kẹt tiền quá, đáo hạn ngân hàng nên giờ mình xả cho anh em chỉ còn có hơn 200 triệu thôi. 289 triệu đồng. VTX hải quan chính ngạch. Đó, 1.300cc anh em nhá. Đó, xe này gọi là xe dẫn đoàn đấy anh em. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, anh em muốn xem chi tiết thì anh em cứ alo cho mình nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Chiếc kế bên cạnh anh em này, Super Harley. Dòng này thì trên thị trường Việt Nam mình giờ còn rất là ít nha anh em, vài chục chiếc thôi. Đó, dân chơi xe càng ngày càng nhiều mà xe thì càng ngày càng hiếm anh em nhá. Đó, 170 phân khối DD. Đó, phiên bản đủ anh em nhá. Đăng ký biển Lâm Đồng, 2008 đến giờ. Giá hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn 109 triệu đồng anh em nhá. 109 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp theo một cái lô mini anh em. Đó, xe dành cho những người mà thấp bé nhẹ cân hoặc là không cần bằng lái. Đó, con này gọi là 67 SS50. Đó, dòng này thì giờ thì thị trường giờ chỉ có zin lô lẫn lộn thôi anh em. Chứ zin 100% thì nói thật ra anh em là không có để mà mua đâu. Đó, con này thì nói chung mua về anh em chỉ việc xài thôi này. Đó, đăng ký biển cũng mua Lâm Đồng 49. Giá để anh em con xe này giảm rồi, giờ chỉ còn có 18 triệu đồng anh em nhá. 18 triệu. Kimco dành cho các bạn nam học sinh đi học. Đó thì nó phù hợp hơn tại vì nó là xe nam nhá. Đó, 50 phân khối, phiên bản liềng lá thắng đĩa nhá. Đó, cổ vô còn chưa cháy sơn luôn, xe mới chạy được có hơn 2.000 cây số. Đăng ký biển Đồng Tháp nhá, 66. Đó, giá hiện tại con xe Kimco này mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 12 triệu đồng thôi. 12 triệu. Đây, siêu phẩm. 67 SS50. Đó, đúng là SS, hàng SS anh em nhá. Lên full cho anh em. Đó, CL luôn rồi. Đó, úp cho anh em dáng đúng của CL luôn, bình xăng CL này, đầu đèn CL này. Đó, CL thì nó sẽ có giá trị hơn 67 anh em nhá. Còn số khung, số máy thì vẫn đang còn là có 67 SS50 đàng hoàng. Dọn mới full new cho anh em mình luôn. Giá để cho anh em chỉ có 25 triệu đồng. Đó anh em, ông anh mình nhá. Chính xác con mua của ông anh mình mua con xe này được tầm 15 ngày rồi. Đó. Đầu tiên anh em mua là 30 mấy triệu anh em, 36 37 triệu, giờ mình bán lại cho mình để cho anh em giá chỉ có 25 triệu thôi. Đó, 25 triệu anh em nhá. Cũng là xe ga này anh em. Đó, xe này thì dành cho các bạn nữ học sinh đi học thì hợp lý hơn này. Đó, xe 50 phân khối, nó kiểu dáng cực kỳ là xinh xắn nhá. Đó, 50cc, không cần bằng lái, cần chứng minh là chạy rồi. Xe mới chạy được có mấy trăm cây số rồi nhá. Đó, như mới luôn. Đó, đăng ký biển Đồng Nai. Giá để anh em con xe này giờ chỉ còn có 12 triệu đồng. MSX phiên bản xe của Honda. Đó, 125 phân khối.
đó, phiên bản 2017 anh em nhá, gương kính zin riếc đang còn đi theo xe hết đó, xi nhan zin đang còn theo xe nhá. Phiên này phiên bản đèn cầu 2017, giá để anh em con xe này còn 20 triệu đồng chẵn này đó, giảm rồi anh em nhá. Những cái giá mình đang báo lên là bao gồm cả giá giảm luôn nha anh em đó, tại vì mình đọc luôn giá giảm thì hơi lâu đó, những cái báo giá mình báo là bao gồm giá giảm luôn rồi đó. Một cặp MSX của Honda cũng phiên bản đèn led 2 tầng này anh em này đó, nhập Thái Lan anh em nhá, FE sang full điện tử đó, dòng này là xe của Honda đó, hệ thống thắng đĩa cả trước lẫn sau đi cực kỳ là an toàn luôn đó. Con này thì phù hợp tầm 1m4 1m5 là chạy là bao ok rồi nhá. 2020 đăng ký biển Bình Phước, giá giảm còn 29 triệu, cũng MSX của Honda luôn anh em này đó. Con này thì nó mới hơn một chút xíu này, 2019 mà xe mới Odo được hơn 2000 đó, bao cho anh em đồng hồ chuẩn nhá, không tua đó, cũng phiên bản đời mới luôn bây giờ đây đó, lốp liếc đang còn gai gió luôn nhá. Đăng ký biển Bình Dương 2019, giá giảm cho anh em con xe này giờ còn 35 triệu đồng. Đấy các bạn, ở phía sau còn rất là nhiều mẫu xe khác nhau nha anh chị các bạn ơi, ghi bèo đủ loại luôn á. Bentley cũng có luôn. Đó, Bentley CD 50 phân khối anh em ạ. Tiếp tục. Đó, dòng này là dòng 50cc nhá. Ống nguyên bản dòng này nó có đạp thôi anh em ạ, nó không có đề đâu, nhưng mà mình có đậu thêm đề cho anh em mình rồi. Đó, để cho người già, người chủ yếu dòng này thì người sưu tầm chơi thôi, người sưu tầm thì khá là có tuổi rồi nên mình độ đề sẵn cho luôn. Đó, chỉ việc đề khỏi cần đạp nhá, rất là tiện. Đăng ký biển Cà Mau để cho anh em con xe này còn 18 triệu đồng thôi. Đó, 18 triệu. Con này là CD 50 đúng không? Đúng rồi, Bentley CD 50. Tiếp tục là Su GD 110. À. Một trong những dòng xe anh em vừa đi vừa phá cũng không hư được luôn nhá. Đó. Chạy cực kỳ là bền luôn, mình có trải nghiệm dòng này một thời gian rồi anh em, mình biết anh em ạ. Nó chỉ 1/10 thôi nhưng mà chạy rất là ok anh em nhá. Đăng ký biển Bình Dương 2019. Màu này là màu đen nhám chứ không phải đen bóng đâu anh em, đen nhám nhá. Đó, đen nhám thì nó sẽ khó xước hơn đen bóng. Đó, đen bóng xước cái nhìn thấy ngay, còn đen này thì nó có xước thì anh em cũng chẳng vấn đề gì đâu. Giá để cho anh em xe này giờ chỉ còn có 22 triệu thôi. Đó, xe như mới, tất cả mọi thứ đều bao zin từ A đến Z cho anh em luôn. Đấy, các bạn có quan tâm mình liên hệ ngay qua số Zalo trên góc trái màn hình nha các bạn. Ở đây là bên khu vực bên phía đây là mình chưa coi nữa nè. Nhiều lắm anh em ạ. Xem sao. Đúng rồi. Mình sẽ xem từ đây. Mời anh em xem cái hàng giấy xe phổ thông này anh em này. Đó. Trước đầu tiên này. Con SH. Đó, SH này là SH125. Đó, 125 phân khối, úp dàn áo 20. Con này là áo ý à? Úp dàn áo ý anh cho anh em mình rồi. Đó, dàn áo ý anh em nhá. Úp dàn áo ý anh em nhá. 2021. Đó, 125 phân khối, xe chính chủ anh em nhá. Gương kính còn đi theo xe luôn này. Đó, anh em nhìn form xe nhìn cực kỳ là đẹp luôn nhá, màu đen. Đó, giá này thì mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 59 triệu thôi anh em nhá. 59 triệu đồng. Rồi, một cặp SHI, đó, đều xe của Honda hết đây. 150 nhập ý nguyên con nhá anh em. Hồi xưa mà mua được những chiếc xe này nó thật ra cực kỳ đẳng cấp nhá. Hồi mình đi học nghề con xe này mình chỉ được sờ thôi nhá, chứ chưa được sở hữu luôn như bây giờ đâu nhá. Đó, như con này đăng ký 2009 này. Đó, vô cho anh em một bộ chìa khóa Smart Key này. Đó, liềng lá thắng đĩa dàn áo úp cho anh em đầy đủ, đem ăn còn sạch sẽ luôn nhá. Giá để anh em con ý này giờ chỉ còn có 68 triệu đồng thôi này. Đó, màu đen nhá. 150 hả em? 150. Rồi. Con này cũng 150 này anh em. Đó, màu cà phê sữa nhá. Đó, 2007. Bắt đầu từ 2007 trở đi là có FE sang full điện tử luôn rồi anh em nhá. Đó, con này thì đăng ký biển Bình Dương, giá để cho anh em giảm rồi còn 53 triệu đồng. 53 triệu. Trên trên ngồi AB. Rất là sạch đẹp luôn. Đúng rồi. AB phiên bản này phiên bản xám xi măng màu lông chuột đấy anh em. Đó, 2017 xe của nhà giàu đi lên dỡ cực kỳ dữ luôn nhá. Keo bọc nguyên con này, phiên bản 3D. Đó, phiên bản 3D đắt hơn phiên bản thường một chút xíu nha anh em nhá. 2017 đăng ký biển Bình Dương, giá để anh em giảm rồi còn 27 triệu đồng. LVX xe của Yamaha này anh em, phiên bản 155 phân khối. Đó, 2017 đăng ký biển Tiền Giang 63. Đó, dòng này thì có hệ thống thắng đĩa ABS đằng trước anh em nhá. Đó, đi cực kỳ an toàn luôn, giá để anh em con xe này giờ còn 23 triệu đồng, 155cc anh em ạ. AB phiên bản một đèn anh em, AB đầu một đèn đó, 2009. Đó, dòng này thì đi cực kỳ là bền nữa anh em này. Hiện tại cửa hàng mình cũng đang để một chiếc này để đi làm đồ làm đạc nhá, đi rất là sướng, tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. FE sang full. Đó, dàn áo vẫn đang còn liền lạc, đăng ký biển thành phố. Giá giảm cho anh em con xe này giảm rồi còn 22 triệu. Còn tiếp theo bên cạnh anh em này. Basic đó, 125 phân khối, phiên bản màu xanh nhám anh em nhá. 2016, giờ đăng ký lại 2022 rồi. Đó, đăng ký biển thành phố nha anh em, 59. Đó, giá giảm rồi cho anh em con Basic này giờ chỉ còn có 23 triệu đồng thôi nhá. 23 triệu. LVX nữa này anh em này, cũng xe của Yamaha luôn, phiên bản 155 phân khối đây. Đó, tất cả mọi thứ đều hoạt động đầy đủ, còi đèn đề xi nhan không thiếu thứ gì anh em nhá. Đó, đăng ký biển số 71 ở thành phố Bến Tre, 2017 đến giờ. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ giảm rồi còn 20 triệu đồng chẵn. CBR phiên bản 150, đó, 2019 anh em nhá.
Đó, dòng này thì có hệ thống thắng ABS cả trước lẫn sau luôn này, chống bó cứng phanh anh em. Đó, đi cực kỳ là an toàn. Đó, đăng ký biển 95. Giá giảm hiện tại cho anh em con CBR này giờ còn 47 triệu đồng anh em nhá. Đó, 47 triệu. CB phiên bản 150 phân khối anh em, 2021 anh em nhá. Đó, xe thì chạy rất là ít, mới chạy được có hơn 6.000 cây số thôi. Đó, lốp liếc đang còn mới tinh luôn nhá. Đó, gai gió còn đang còn FI xăng full, hệ thống két nước, đèn LED 2 tầng đi cực kỳ là sướng. Đó. Con này đăng ký biển An Giang anh em, giá đang giảm cho anh em con xe này giờ còn có 39 triệu đồng thôi, 39 triệu. Kengo phiên bản 350cc anh em. Đó, phiên bản hai đĩa trước một đĩa sau nhá. Vô sẵn cho anh em một cây bô lỗ SC luôn rồi kìa. Đó, màu cam đen. Dòng này thì nó nói chung nó tựa tựa giống dòng Linza anh em, chạy cũng rộng như vậy luôn. 2017 đăng ký biển thành phố, ký ủy quyền về tên mình luôn rồi. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này còn 42 triệu. R15V3. Đó, phiên bản Repsol anh em nhá. 155 phân khối này, 2021 này anh em, đăng ký biển Cà Mau luôn nhá. 69. Đó, 2021 giá giảm cho anh em con xe này giờ chỉ còn 38 triệu đồng thôi này. 38 triệu anh em nhá. Rồi, Su. Su, đó, GSX bản R, phiên bản 150. Đó, dòng này phân khúc 150 thì gọi là ông vua tốc độ luôn anh em, chạy cực kỳ là kinh hoàng luôn này, lên cực kỳ là mạnh. Đó, đăng ký biển 68 Kiên Giang anh em nhá. Đó, 2017 18. Đó, giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ giảm rồi là còn 34 triệu đồng anh em nhá. Khóa là smart key luôn nhá, khóa bếp ga. Rồi, tiếp tục. Polix 300cc anh em, phiên bản tiền ít thịt nhiều nhá. Đó. Số tiền bỏ ra anh em chỉ bỏ ra có 31 triệu đồng thôi anh em, sở hữu một con 300 phân khối. Đó, phiên bản giống như hợp giờ 1 luôn. Đó. 2017 anh em nhá. Đó. Giá để còn là 31 triệu thôi nha anh em. Polix R15V2 các bạn. Đó, xe của Yamaha anh em nhá. Đó, đăng ký 2016, hiện tại con xe này đang được đăng ký về số Đắk Lông anh em ạ. Đó, 48. Đó, 2016 giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 28 triệu thôi anh em nhá. Vô sẵn cho em một cái bô lỗ sẵn luôn nhá, 28 triệu. Kengo 250. Đó. 250 phân khối mà anh em chỉ bỏ ra một số tiền rất là ít thôi. 29 triệu đồng mà anh em sở hữu một chiếc Kengo. Đó, nhìn cực kỳ là hầm hố luôn nhá. Đèn trợ sáng vào cho anh em rất là nhiều luôn rồi. Tổng cả cái đèn trên xe là phải 7 cái đèn nha anh em. Đó, cả đèn chính lẫn đèn phụ. 2019 đăng ký biển số thành phố. 250 phân khối, giá bán 29 triệu đồng. Polix 300 phân khối nữa anh em này. Đó, con này thì mình đang giảm rẻ rất là rẻ luôn nhá anh em. Phiên bản hai đĩa trước hai đĩa sau này. Đèn này, đó, dán cho anh em một bộ tem của Yamaha vào sẵn luôn này. Đăng ký biển An Giang 2017, 300 phân khối. Giá giảm cho anh em là còn 29 triệu đồng. CBR phiên bản 150 đây anh em. Đó, phiên bản này, phiên bản BCS nhá. Đó, vô cho anh em một bộ dàn ốc Titan từ đầu đến đuôi luôn. Tất cả ốc đều Titan hết nha anh em nhá. 2019, đăng ký biển số An Giang 67. Đó, 150 anh em nhá. Con này thì đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 38 triệu đồng thôi, 38 triệu. Một cặp Bentley, đó, phiên bản này là 250, phiên bản này là 302 anh em. Đó, mà 250 nó chỉ một máy thôi, còn 302 thì nó sẽ là hai máy. Đó, như con này là một xanh Hurricane là 250 anh em này. Hai tháng đĩa trước, vô sẵn cho anh em một bộ cảng chống đổ rồi. Đăng ký biển thành phố 59 anh em nhá, 2018. Giá giảm hiện tại con 250 này mình đang giảm cho anh em là còn 38 triệu đồng thôi, 38 triệu. Rồi, con 302 này đăng ký 2018 anh em này. Đó, cũng phiên bản hai đĩa trước một đĩa sau. Máy thì là hai máy anh em nhá. Gắn đèn trợ sáng hai bên, hai cặp đèn trợ sáng tôm luôn rồi, cảng chống đổ có đầy đủ luôn. Đăng ký biển thành phố, ký ủy quyền về tên mình sẵn. Đó, giá để anh em con xe này giờ giảm rồi còn có 49 triệu đồng thôi anh em nhá. 49 triệu. Đây 302 nè anh chị các bạn ơi. Đó, anh chị các bạn nào có quan tâm mình liên hệ ngay qua số Zalo luôn nha anh chị. Có cũng khá là nhiều bạn cũng hỏi dòng Bentley 302 này nè. Hôm nay mình còn mấy chiếc nè. 302 bên cửa hàng mình thì còn hai chiếc nha anh em. Đó, một chiếc màu Repsol và một chiếc màu xanh Hurricane nhưng mình để cửa hàng bên kia. Đó, rồi. Mình có úp lên YouTube sẵn luôn rồi. Anh em thì cứ lên YouTube xem luôn nhá. Tiếp tục là tới Su Bandit. Đó, phiên bản 150 anh em nhá. Đó, dòng này là dòng xe yên liền ngồi rất là khỏe luôn. Đó, có thể chở 3 chở 4 được luôn nhá. Đó, 2020 đăng ký biển số Bình Dương. Đó, hệ thống đèn LED 2 tầng két nước. Đó, bình xăng của nó chứa nhiên liệu khoảng tầm cỡ 24 lít xăng. Đó, chạy bao thoải mái luôn. Giá giảm hiện tại con Bandit là mình đang giảm cho anh em là còn có 38 triệu đồng thôi. TBX các bạn ơi. TBX xe của Yamaha. Đó, phiên bản 150 phân khối anh em, đập vào mắt luôn là có một cặp phụ option down sẵn luôn này. Đó, bảo vệ két nước của Yamaha luôn này. Đó, liềng lá thắng đĩa anh em nhá. 2018 đăng ký biển Tiền Giang. Giá giảm anh em con xe này giờ giảm rồi là còn 35 triệu đồng. Su GL. Đó, xe của Suzuki nhá. Phiên bản này phiên bản 250 phân khối. Đó.
liền tâm thắng đĩa. Đó, nhìn lốp liếc kiểu dáng classic, nhìn bụi bụi đấy anh em, nhìn rất là đẹp luôn nha. 250 đăng ký biển số Đà Nẵng. Đó, phiên bản là phiên bản hai máy hai bô anh em nhá. Giá giảm hiện tại con GL này mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 39 triệu đồng thôi. 39 triệu. Rồi, anh chị các bạn mình, nếu mà em quay chưa có rõ ràng, anh chị các bạn mình xem chi tiết chưa rõ, có thể mình chụp một hình xe mình gửi qua số Zalo giúp em nha. Tại xe rất là nhiều luôn. Mình quay chi tiết từng chiếc thì nói chung là khá là mất thời gian của anh chị các bạn mình chờ đợi cái dòng xe phía trước, anh chị các bạn mình cũng thông cảm em nha. Ba chiếc đây. Cúp tôm anh em đều phiên bản 125cc hết nha anh em. Đó, ba chiếc. Đó, chiếc nào cũng mua về anh em chỉ cần mua về là sử dụng không thôi. Đó, không cần phải sửa sang, không cần phải làm gì hết anh em nhá. Đó. Như con đầu tiên mang biển số Bình Định 77 anh em này. Đó, lốp liếc là mới thay cho anh em nguyên một cặp luôn nhá, mới tinh. Đó, cả chống đổ đầy đủ, nó gương kính còn đi theo xe luôn. Giá giảm hiện tại con xe này giờ mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 23 triệu đồng thôi này. Đó, 23 triệu trước này nhá. Con bên cạnh này thì nó keng hơn một chút xíu này anh em. Đó, con này đã dọn mới full liêu luôn. Đó, tất cả mọi thứ từ lốp liếc, vành bánh, tất cả mọi thứ đều sơn sửa lại đầy đủ hết. Có gắn cả tựa lưng cho anh em mình đi xa đỡ mỏi lưng. Giá giảm hiện tại con này mình đang bán là 28 triệu đồng này. Rồi. Còn bên cạnh đây thì đăng ký biển số Đắk Lắk 47 này. Đó, rồi. Cũng tất cả mọi thứ hoạt động theo xe hết. Đó. Còi đèn đề xin nha. Đó, đều là phiên bản hai bô hết nha anh em. Đó, giá giảm hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 21 triệu đồng thôi. Liberty, đó, phiên bản của Liberty hồi xưa đấy anh em. 2013 mà anh em sở hữu được một con Liberty này thì gọi là cực kỳ là đại gia luôn nhá. Dưới nhà giàu hồi đấy toàn đi xe này thôi nhá. Hồi mua mới con này mình không nhầm là tầm khoảng cỡ 60-70 củ á. Đó, mà bây giờ đồng tiền nó mất giá rồi nên anh em mua bán xe cực kỳ dễ. Giá chỉ để cho anh em chỉ có 15 triệu đồng thôi. Đăng ký biển số Bình Dương. Đó, 15 triệu. Đó. Đây anh em sở hữu một chiếc Liberty nhá. Đó, cực kỳ là đẹp. Rồi, tiếp tục mình qua khu vực bên đây nha chị các bạn ơi. Đấy, còn hai lô dài ra tới trước luôn kìa. Rất là nhiều anh em ạ. Đó, anh em nào mà vào sau mà không theo dõi được ngay từ đầu thì anh em thì có thể hết tua buổi này, hết buổi công chiếu này mình có thể tua lại, mình xem lại từ đầu á các bạn. Đúng rồi. Đó, rất là nhiều xe. Tua GZ. Mình đi phía sau mình quay cái biển số cho các bạn luôn nè. Thấy anh đi phía trước ok. Rồi. Một cặp Suzuki GZ. Đó, bên mình thì trước mình có quay mình báo giá cho anh em là bên cửa hàng mình dòng mới, dòng GZ này có cả mới lẫn cũ, nhưng hiện tại dòng mới mình đã bán hết rồi anh em ạ. Đó, ngừng sản xuất luôn rồi. Nên giờ anh em có muốn mua nữa thì mình cũng chịu nha. Một cặp GZ qua sử dụng rồi. Đó, đều là 2019 hết. Đó, như con này thì được đăng ký biển số Đồng Nai này anh em. 60G1 12316, biển số cực kỳ dễ thương nha. Phiên bản FI xăng phun điện tử. Đó, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Như con này giá đang giảm, mình đang giảm cho anh em là còn có 63 triệu anh em này. 63 triệu đồng. Cái dòng màu đỏ này thì cuối 2019 bắt đầu mới sản xuất ra, lên giá thị trường hiện tại rẻ nhất. Đó, bèo bọt nhất thì anh em phải có trên 60 triệu thì anh em mới sở hữu được một chiếc màu đỏ nha. Như con này đăng ký biển số An Giang 67 này. Đó, con này thì không có gắn thùng, gắn cho anh em một cặp túi bao da. Đó, hai bên hai cái túi bao da nhé, cả chống đổ đầy đủ hết. Đó, 2019. Giá đang giảm hiện tại cho các anh em con biển An Giang này giờ còn 60 triệu đồng chẵn. Rồi, tiếp tục. Rồi, lên phía trên này anh em. Cổ cả cổ điển cả thể thao này. Đó, như con này là Classic này anh em. Phiên bản 200cc, 2019 mà xe mới chạy được có hơn 700 cây số thôi anh em này. Đó, Center Diamond Graphic Geneman 200 phân khối. Đó, tất cả mọi thứ đều zin cho anh em từ A đến A Z luôn nhá. Đăng ký biển số 86 Bình Thuận. Con này thì mình đang giảm cho anh em giờ hiện tại là giờ chỉ còn có 47 triệu đồng thôi nha. 47 triệu. Rebel phiên bản 150. Đó, bản đủ nha, bản có két nước đồng hoa, hai bô hai máy, đĩa trước đĩa sau hoạt động đầy đủ hết luôn nha. Đăng ký biển thành phố 54. Giá đang giảm hiện tại con xe này mình đang bán là 39 triệu đồng. 39 triệu. Một chiếc Duke. Đó, Duke KTM anh em nhá. Đó, những cái anh mấy anh em mà hay biểu diễn đường phố đua xe đồ điếc là toàn chọn những cái dòng Duke này để làm đồ chơi đấy anh em, chạy rất là sướng luôn này. Đó, hệ thống thắng đĩa ABS cả trước lẫn sau. Đó, đăng ký biển thành phố 2013 nhá, 200 một khối. Con xe này thì mình đang giảm hiện tại giờ chỉ còn có 35 triệu đồng thôi anh em nhá, 35 triệu. Một chiếc LA phiên bản 250 này, hải quan chính ngạch anh em nhá. Chính xác ra con này được đăng ký từ 1984, giờ được đăng ký lại 2021, đăng ký về biển số Bình Dương rồi. Đó, gắn cho anh em một cặp túi bao da này, ghế tựa lưng này. Đó, xe Honda hai bô hai máy anh em nhá. Đó, đĩa trước đĩa sau hoạt động đầy đủ cả. Xe này những anh em nào mà mua thì phải gọi là hoài niệm luôn nhá, chạy cực kỳ sướng. Đó, giá giảm cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 53 triệu đồng thôi. Đó, LA 250 53 triệu. Một cặp DD 150, đó, Rebel nhá. Đó, phiên bản của Super hạng lê nhỏ đây. Như con này thì được đăng ký biển Tây Linh này, 70. Đó, liềng lá thắng đĩa nhá, ốc tán, tất cả mọi thứ đều nước sơn nước xi đang còn nguyên bản theo xe, nhìn rất là đẹp luôn nhá.
Đó, như con biển Tây Linh 70 này mình đăng ký 2021 là anh ký lại này. Giá mình giảm rồi cho anh em là còn 47 triệu thôi. Con bên cạnh thì đăng ký biển thành phố anh em này. Đó. 59B1426702009 150 đồng nhá, chính chủ. Đó, con này thì mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 55 triệu đồng nhá. Giảm rồi còn 55 triệu. Rebel phiên bản 125 phân khối anh em này. Đó, 125 nhá, màu đỏ. Xe là còn khá là đẹp, hai đĩa trước một đĩa sau, hai bô chéo luôn nhá. Đó, đĩa đầy đủ hết. Cảng chống đổ, đèn trợ sáng gắn cho anh em đầy đủ luôn rồi. Đó, con xe 125 này giá hiện tại mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 30 mấy triệu thôi anh em. 35 triệu đồng thôi nhá. Đó, giảm rồi còn 35 triệu đồng. Rồi tiếp theo này anh em này. Một cặp Rebel phiên bản 300cc, phiên bản đủ luôn nhá. Hai chiếc đều giống như nhau hết. Đó, con này thì 209, con màu đỏ bên cạnh thì 208. Đó, như con này đăng ký biển Bình Phước anh em này. Đó, anh em nhìn cặp liền hoa rất là đẹp luôn nhá. Bô của nó thì nói chung là tiếng hai máy nghe tiếng bô thì rất là phê. Đó, phiên bản liền hoa, hai đĩa trước một đĩa sau, két nước đầy đủ hết luôn. Vô cho anh em một cái ghi đông tay cao này nhìn rất là đẹp luôn này anh em. Biển 93, biển số cũng khá là dễ thương các bạn. Phước anh em. Không 7 lút không phải. Đó, 7 lút luôn. Đó, mặt đồng hồ luôn ở trên bình xăng luôn này, nhìn rất là đẹp. Giá con xe này thì mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 69 triệu thôi. Đó, con 300 nhá, 69 triệu đồng. Rồi, bên cạnh cũng là con 300 luôn này. Đó, con này 2008 đây anh em. Đó, đăng ký biển số thành phố. Đó, con biển thành phố này thì có bộ hợp đồng ủy quyền đứng tên mình luôn rồi. Giá giảm hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 65 triệu đồng thôi anh em nhá. 65 triệu. Rồi tiếp theo anh em này. Một chiếc Phantom bên cạnh. Đó, Phantom này là Phantom 4 thì anh em nhá. Nhập Thái, phiên bản nhập Thái nguyên con luôn. Đó, 150. 2002 đến giờ mà xe vẫn đang còn nguyên đai nguyên kiện như này này anh em biết rồi. Xe dòng này phải gọi là cực kỳ là bền bỉ nhá. Đó. 2002 đăng ký biển thành phố 52. Đó, giá đang giảm cho con này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 45 triệu đồng thôi anh em nhá. 45 triệu. Suzuki GZ đây, một lô đều là qua sử dụng hết rồi anh em, màu đen xì luôn nhá. Đó. Như con này thì đăng ký biển số 79 Nha Trang này em này. Đó, 2018-150 nha anh em nhá. Đó. Thùng thiết ghế tựa lưng nguyên bản của dòng này thì có thêm cho anh em một cặp thùng ghế tựa lưng và cảng chống đổ có luôn nhé. Con này thì vẫn đang còn zin theo xe đầy đủ hết. Giá bán con xe này mình đang giảm cho anh em là còn 49 triệu. Đó. Con bên cạnh thì mang biển số 60 Đồng Nai anh em nhá. Đó, 60H5-26181 này, 2021-150. Đó. Đăng ký 2021 giá giảm hiện tại cho anh em con xe này còn 55 triệu thôi này. 55 triệu đồng. Con này thì keng hơn một chút xíu này anh em. Đó, con này thì nói chung là gần như là xe mới luôn rồi. Xe mới chạy được có hơn 700 cây số. Đó, như mới tinh chưa dắt ngoài hãng ra nhá. Đó, xe không có một vết chày. Đó, đăng ký biển số 70 là ở Tây Linh nha anh em, 70 Tây Linh. Gắn thêm cho anh em một cái túi bao da bình xăng sẵn luôn này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, 700 cây thì không có gì để tả đâu anh em. Nó mới hoàn toàn hết luôn rồi. Giá giảm cho hiện tại con 70 Tây Linh này là còn 65 triệu đồng anh em nhá. Con này biển số khá đẹp nha các bạn, 88. Đó, 939. À, biển thần tài. Rồi tiếp tục. Con này thì 2013 này anh em, 150, gắn cho em một ghi đông tay cao này. Đó, thùng thiếc thì mình có gỡ, chủ cũ gỡ luôn rồi, giờ hiện tại không có thùng. Đó, anh em nào mà cửa phòng nhỏ mà phòng nhỏ thì mua con này về khá hợp lý, đỡ phải lồng còng nhá. Đó, để cho anh em giá con xe này giờ chỉ còn có 39 triệu đồng. Đó, biển Nghệ An anh em nhá. Đó, anh em là ở Nghệ An rất luôn nhá. Suzuki 2013 đấy này anh em, đó cũng 150 luôn. Đó, 2013 đăng ký biển 60 Đồng Nai. Con này thì gắn thêm cho anh em thêm một cái thùng KV đằng sau nữa nhá. Zin nguyên bản là có hai cái mà giờ gắn thêm một cái là ba cái thùng. Đó, rất là tiện nhá. Đó, 2013 giá giảm hiện tại là còn 42 triệu đồng. Rồi tiếp theo anh em này. Suzuki GZ đó, 2019 đây. Đó, đăng ký biển Quảng Nam nhá. 92D167749 này, 150 nhá. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 52 triệu đồng. Đó, làm 2 triệu. Dalim. Đó, phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất trong cái dòng Dalim nhá. Đó, dòng này thì giờ trên thị trường hiện tại giờ ngừng sản xuất lâu lắm rồi. Đó, nhưng cửa hàng mình vẫn tìm được nhá. Đó, tại vì cửa hàng mình mua bán xe toàn quốc mà. Đó. Màu xanh ngọc nhìn rất là dễ thương, 2008. Đó, đăng ký biển số Nha Trang 79208 đến giờ nhá. Giá con xe Dalim này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 38 triệu đồng thôi. 38 triệu. Rồi ba chiếc tiếp theo anh em, ba chiếc Super Harley DD. Đó, đều là phiên bản mẫu dài hết nhá. Đó. Nó đều phải dài tầm hơn 2 mét anh em ạ. Đó. Ma tốc độ đây anh em. Đó, đây như con này là phiên bản 2008 này, Super Harley 300 phân khối. Đó, dòng này thì chạy bằng dây Cora nha anh em nhá, không có chạy bằng nhôm xích. Đó, như con này thì phiên bản là máy đôi này, đó, két nước.
quạt tản nhiệt có đầy đủ hết, hai đĩa trước một đĩa sau, hai bô hai máy, đăng ký biển thành phố. Giá đang giảm con này hiện tại mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 95 triệu đồng thôi anh em nhá, 95 triệu. Xe khá là dài đó anh chị các bạn ơi. Nó dài tầm khoảng 2 mét rồi anh em. 2 mét rưỡi á. Đó tầm 2 mét rưỡi luôn nha anh em nhá. Là dài luôn các bạn. Rồi kế bên cạnh anh em này cũng là một chiếc Super Harley luôn. Đó, phiên bản 125 phân khối. Anh em mà đam mê phân khối mà ngại thi bằng ấy, không có thời gian đi thi bằng, anh em chọn luôn chiếc này cũng được nhá. Tại vì con này 125 giấy tờ đầy đủ nhưng mà mình đã lên cho anh em 250 sẵn anh em ạ. Đó, chạy cực kỳ là mạnh giọt luôn nhá. Đó, phiên bản 2 đĩa trước 1 đĩa sau. Đó. Cực kỳ là đẹp, 208 đăng ký biển số Lâm Đồng. Đó anh em nhìn cái ghi đông này. Chủ cũ làm một cái ghi đông này ra nó phải nói là cực kỳ là tâm huyết mới làm ra được cái ghi đông như này em nhá. Như một cây đào luôn. Đó. Giá đang giảm hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 90 triệu đồng tròn thôi. 90 triệu đồng tròn. Tiếp theo. Phiên bản 125 phân khối anh em này. Đó, 125. Đó, đăng ký biển Tây Linh 2008 nhá. Đó, 125 phân khối cũng là dòng xe bản đồ luôn nha anh em. Hai đĩa trước, một đĩa sau, két nước đầy đủ hết luôn, đèn trợ sáng, ghi đông chữ C. Giá đang giảm hiện tại con xe này mình giảm cho anh em giờ giảm rồi là còn 85 triệu đồng. 85 triệu. Rồi, tiếp theo này. Vicitone, đó, Harley nữa luôn, 175 phân khối. Đó, đăng ký biển 60 Đồng Nai. Phiên bản này phiên bản máy V anh em nhá. Đó, hai bô, bô trên bô dưới này, máy là máy chữ V. Đó, cảng chống đủ, đèn trợ sáng, đa vô đầy đủ sẵn cho anh em mình rồi. Đăng ký hiện tại là 2013, hiện tại con xe này được đăng ký biển số Đồng Nai anh em nhá. 60. Giá giảm hiện tại cho con xe này cho anh em là còn có 63 triệu đồng thôi anh em nhá. 63 triệu. Một chiếc Rebel LC phiên bản 170 này anh em này. Đó, con này thì nói chung là trên thị trường giờ dòng này là dòng cao cấp nhất trong con dòng Rebel luôn rồi. Đăng ký 2010, hiện tại con xe này đang được đăng ký biển thành phố nhá. Con này thì cũng mua sẵn cho anh em một số món đồ chơi của Super Harley sẵn luôn nhá. Ghi đông này, đó ghi đông này, đôn ghi đông này, túi bao da, đèn này. Đó, phục phiếc. Đó, phiên này phiên bản đủ cả chúng đồ đầy đủ hết luôn rồi. Giá giảm hiện tại cho con xe này mình đang giảm là còn 57 triệu đồng. Ba chiếc Super Harley, đó đều là phiên bản mẫu ngắn 170 phân khối máy V này. Đó, đỏ đậm này, xanh lè này, đó đỏ tươi này. Đó, ba chiếc đều là 170 nhá. Như con này thì đăng ký biển Linh Thuận anh em, 85 nhá, biển số cực kỳ đẹp luôn này, 85B1 12121. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Phiên bản máy V, hai bô hai máy, đăng ký biển Linh Thuận rồi. Giá giảm hiện tại là còn 79 triệu đồng thôi, 75 triệu đồng anh em ạ, giảm rồi còn 75 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em, 2010 Super. Đó, 170cc đây, đăng ký biển Nha Trang 79L2 86374, chính chủ luôn nhá. Giá giảm hiện tại cho anh em là còn 73 triệu đồng. Đó, 73 triệu. Còn bên cạnh đây cũng vậy luôn anh em. Đó, 2010 luôn này, đăng ký biển 76. Đó, con này thì ký ủy quyền về tên mình luôn rồi, lắp sẵn cho anh em một cặp túi bao da đựng đồ đựng đạc sẵn luôn nhá. Đó, giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 72 triệu đồng thôi nha anh em, 72 triệu. Kế bên cạnh, một chiếc Super Harley mẫu dài này, phiên bản 350cc đây. Đó, 2010 đăng ký lại nhá. Đó, đăng ký biển số thành phố luôn, 59. Đó, con này thì đợt trước mình có bán là hơn 100 thôi anh em. Mà giờ giảm rồi mình bán cho anh em giờ chỉ còn có 98 triệu đồng anh em này. Phiên bản đủ nhá, hai đĩa trước một đĩa sau, két nước là mát, máy đôi, hai bô hai máy, bộ chế đôi luôn. Đó. Phantom 4 thì, đó nhập Thái nguyên con anh em. Đó, 204 nhá. Phiên bản 200cc, đăng ký biển số A. Đó, biển thành phố luôn, 59A3 03526. Đó, gắn thêm cho em một cặp thùng nhựa cho anh em đi đường mưa, đường gió này, đựng đồ đựng đạc không sợ bị ướt nhá, rất là tiện. Giá giảm hiện tại cho con xe này mình đang giảm là còn 42 triệu đồng. Honda Shadow 600 phân khối. Đó, phiên bản này phiên bản giới hạn của xe Honda nhá. Đó, phiên bản kỷ niệm luôn đây. Đó, 750 với 400 thì tìm rất là dễ, nhưng mà 600 lỡ lỡ như này thì nó ra rất là ít, ra có vài cái là nó bỏ mẫu luôn nha anh em. Đó, đăng ký biển số 72 Vũng Tàu anh em nhá. 72A1 00846 này. Đó. Giá hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em là còn có 189 triệu thôi anh em nhá. 189 triệu đồng. Tiếp theo. Siêu phẩm này. Đấy, thế này Honda Speed 400. Dọn lên kiểu dáng đúng đặc chủng của Harley Davidson luôn nha anh em. Đó, cặp bô không là 40 triệu anh em nhá. Cặp bô này cặp bô ngầu luôn. Của Harley luôn đó. Phiên bản máy V nhá, Speed. Đó, đăng ký biển Vũng Tàu. Xe nói chung là anh em phải nhìn qua điện thoại không biết mình nhìn như thế nào, chứ lên cửa hàng anh em mà xem trực tiếp thì phải gọi là không muốn về luôn nha anh em. Đó, chính chủ luôn nhá. Đó, con này thì mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 135 triệu đồng thôi. Đó, Honda Speed 400. Tiếp theo này, một chiếc Super Harley DD 170 phân khối nữa này anh em. Đó, hàng cổ điển nhá, nhìn gọi là cực kỳ ngầu. Bên cửa hàng mình thì chỉ bán những cái dòng mà anh em nào mà có văn phòng hoặc là có khu du lịch để trưng những chiếc xe của cửa hàng mình ở đây ra thì gọi là
hết nước chấm luôn nha anh em. Đó, 170 đăng ký biển thành phố 59/2010. Đó, bình xăng này anh em nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đó, 170 phân khối, phiên bản hai đĩa trước một đĩa sau. Bánh biếc là tất cả mọi thứ liền lạc theo xe hết. Giá giảm hiện tại cho con xe này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 95 triệu đồng thôi. Đó, 95 triệu. Rồi, tiếp tục là không nhận phí. Lô bên trên này anh em. Đó. Cả cổ điển cả thể thao này. Đó, nhưng con này là thể thao này anh em. Phiên bản Kawasaki Z1000 này anh em. Đó, đam mê của rất nhiều anh em thanh niên nhá. Đó. 2010 cuối 2013 đầu 2014. Đó, lên úp cho anh em bộ dàn áo 2017 luôn này. Gắn thêm cho anh em rất nhiều đồ chơi này, cảng chống đổ này. Một bộ bô ốc titan này anh em. Đó, tích hợp cổ titan này. Đó, bô AK luôn nha anh em nhá. Đó, cổ titan bô AK này. Hệ thống thắng đĩa ABS. Đó, đầy đủ cả anh em nhá. Đăng ký 20 đăng ký biển thành phố anh em 59. Rồi, giá hiện tại Kawasaki Z1000 mà cửa hàng mình bán chỉ có 169 triệu thôi. Đây anh em biết rồi. Đó, trên thị trường giờ phải 200 mấy 300 nữa đều có hết nha, mà cửa hàng mình chỉ bán 169 triệu thôi nha anh em nhá. Rồi, tiếp tục. Honda Slow phiên bản 400cc này anh em. Đó, cũng phiên bản hải quan chính ngạch luôn nhá. Đó, dòng này thì giờ săn lùng rất là khó này anh em. Đó, xe chính chủ nữa. Đó, đăng ký biển thành phố này. 59A304761 này anh em. Đó. 400 phân khối anh em nhá. Đó. À, 1993 mà giờ đăng ký lại 2010 rồi. Đó. Con này thì cũng ký ủy quyền với tên mình sẵn luôn rồi nhá. Giá giảm hiện tại con xe này mình đang bán là 175 triệu đồng. Một chiếc Macra của Honda luôn. Đó, phiên bản 250 phân khối, hải quan chính ngạch luôn. Đó, tất cả mọi thứ đều zin theo xe hết nha anh em. 2006 đến giờ chủ đi rất là dữ luôn nhá. Dàn áo zin, máy móc hiện tại vẫn đang zin theo xe. Đó, con này đang được đăng ký biển thành số thành phố 51. Đó, giá giảm hiện tại cho con Macra 250 này mình đang bán cũng là 169 triệu đồng. Một chiếc Hornet, đó, phiên bản 250cc của Honda nha anh em nhá. Hornet 250. Đó, dòng này thì 250 cục máy thôi nhưng mà sở hữu là 4 máy nha anh em. Đó, nó hú thì phải gọi là tê tái luôn. Đó, 206 có bộ hợp đồng sẵn ký tên ủy quyền về mình luôn rồi. Đăng ký biển thành phố nha. Giá giảm hiện tại cho con Hornet là mình đang bán là chỉ còn có 79 triệu đồng. Honda CBR phiên bản 150 phân khối này anh em. Đó, dòng này thì cuối 2022 thì nó bỏ mẫu rồi, rồi 2023 thì nhiều người có sở hữu dòng này. 2023 nói mình là 2023 chạy không sướng bằng cái đời này đâu anh em. Đó, giờ bỏ mẫu rồi nhá. Xe này thì mới được chạy được có hơn 600 cây thôi, như mới luôn. Đó, đăng ký biển T-Link 70. Đó, lốp đã còn gai gió này anh em, nhìn lốp liếc là biết rồi. Đó, xe mới chạy zin từ A đến Z. Giá giảm cho anh em hiện tại con xe này mình đang bán giờ chỉ còn có cái bảng báo giá đâu mất rồi. Đây mình xem này. Còn 55 triệu thôi anh em nhá. Giảm rồi còn 55 triệu, chạy 600 cây xe như mới phiên bản lốp lồng. ABS trước sau luôn nha anh chị, đầy đủ hết. Đi cực kỳ an toàn. Rồi, tiếp tục này. FZ xe của Yamaha phiên bản 750cc anh em. Đó, 750 nhá. Đó. Hải quan chính ngạch luôn. Đăng ký 199695 đến giờ mà giờ đăng ký lại 2019 rồi. Con xe này hiện tại đang được đăng ký biển số Đồng Nai anh em nhá. 60. Đó, ký ủy quyền về tên mình luôn rồi, sẵn luôn. 4 máy anh em nhá. Đó, hai cổ vô 4 máy. Giá giảm hiện tại cho con này mình đang giảm là còn 145 triệu đồng thôi nhá. Đó, 750 145 triệu đồng. Hai từ. Rồi, tiếp tục sang khu vực bên đây là mình xem dài xuống dưới phía dưới luôn nha anh chị các bạn. Rất là nhiều loại mô tô nha. Rất là nhiều anh ạ. Đó, đủ loại luôn ấy. Con này thì mới về cửa hàng mình anh em. Vento. Có rất nhiều anh em hỏi được chứ mình có một cặp mình bán hết rồi. Con này thì chính xác là mới về ngày hôm qua. Hôm nay là lên clip cho anh em mình luôn này. Đó. Vento phiên bản nhập Mỹ em nhá. Đó, phiên bản nhập Mỹ. Đó, 150 phân khối này. Đó, 2008. Chính xác là 2008. Đó, phiên bản nhập Mỹ. Đó, anh em nhìn đầu đèn của tất cái Vento nó là nhà làm rất là cầu kỳ này. Đó, tất rất là nhiều đèn nữa nha. Xi nhan đèn này. Đó. Cản chống đổ, nói chung là mọi thứ đều hoạt động đầy đủ hết. Gia Yên đang còn bọc theo xe Vento luôn nhá. Đó, chủ đi cực kỳ là dữ. Đó, đăng ký biển Đồng Tháp 66. Giá giảm cho anh em con xe này, nói chung là hôm qua mới về lên mình nói hô giá bán cho anh em mình luôn để cho anh em mình thương lượng này. 39 triệu đồng. Rồi. Rebel LC phiên bản 170 phân khối đây. Đó, phiên bản đủ nhá. Đó, phiên bản có két nước đấy, hai đĩa trước một đĩa sau. Đó, cảng chống đổ này, đèn trợ sáng, nói chung là tất cả mọi thứ trên xe. Có cả ghế tựa lưng luôn rồi. Đó, ký ủy quyền về tên mình luôn nhá. Đăng ký biển số Bình Dương. Đó, anh em nào mà hay chơi xe này anh em biết nhìn cái dây thắng, dây côn này tất cả mọi thứ đều là zin theo xe hết nhá. Dây e cũng theo xe luôn. Giá bán con xe này mình đang bán là 79 triệu. Một cặp Phantom 2 thì. Đó, 2 thì nha anh em. Đó, dòng này thì nó chạy giống như Seaborn anh em. Xăng pha nhớt. Đó, nhưng mà đặc biệt là có két nước là mát. Nên đi đường xa cho anh em đi cực kỳ là thoải mái luôn nhá.
Đó, như con này đăng ký biển thành phố, con này đăng ký biển Đồng Nai. Con thành phố thì giá đang giảm cho anh em là còn có 105 triệu đồng thôi. Đó, 105 triệu. Còn con Đồng Nai thì mình đang giảm cho anh em với giá là còn 97 triệu đồng. Đó, 97 triệu này anh em. Đó. 97 triệu anh em nhá. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo anh em này. À, Suzuki GZ. Đó. Phiên bản 150 đây, nó đăng ký biển 94. Đó, 94K19-07-48. Đó, phiên bản cảng chống đổ đèn trợ sáng, nói chung là hoàn thiện đi theo xe hết nha anh em, 2019. Đó, đăng ký biển 94 anh em nhé. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này còn 63 triệu thôi anh em. 63 triệu đồng nha anh em nhé. Rồi. LA phiên bản 250 phân khối này anh em. Đó, con này thì có độ lên cho anh em một số món đồ ăn chơi sẵn luôn này. Đó, như liềng lá này, cảng tất cả mọi thứ này. Đó, đèn đuốc gắn thêm một cặp thùng trợ xạ, một cặp thùng đằng sau đựng đồ đựng đạc rất là tiện nhá. 2007 đăng ký biển thành phố. Đó, 51 nha anh em nhá. Giá giảm hiện tại cho các em con LA này giờ chỉ còn có 48 triệu đồng thôi nha. Đó, 48 triệu. Kawasaki 250 phân khối này. Đó, 250 phân khối. Đó, phiên bản này phiên bản hai máy hai bô nha anh em nhá. Hai máy ra một bô. Đó, lốp liếc là tất cả mọi thứ đều thay mới, dọn mới full nguyên bản cho anh em mình luôn rồi. Đăng ký về biển số Hà Nội 29. Đó, giá giảm hiện tại cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 62 triệu đồng thôi. Đó, 62 triệu đồng. Tiếp theo này. Một cặp Lifan, đó phiên bản Lifan CG nhá. Đó, 125 phân khối, xe này hiện tại là xe mới tinh. 100% xe chưa có đổ xăng luôn. Bên mình thì có hai màu đỏ và đen, đều đồng giá cho anh em mình luôn, 22 triệu cửa hàng mình bao xuất luôn hóa đơn về cho anh em ra tay. Đó, bao xuất luôn hóa đơn nha anh em nhá. Chỉ có 22 triệu đồng thôi. TFX xe của Yamaha. Đó, phiên bản 150 phân khối đi anh em. 2020 mà xe mới chạy được có mấy ngàn cây số thôi, xe chạy cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đó, đăng ký biển Bình Dương 61. Đó, 61E183304 này. Đó, con này hiện tại đăng ký biển Bình Dương nhá. Giá để cho anh em con xe này giờ giảm rồi là còn 41 triệu này. 41 triệu. Tiếp theo này. SH Liên Doanh. Đó, dòng này gọi là dòng SH Sáp nhá. Đó, Sáp Đài Loan 2008 đăng ký biển số Bình Phước 93, biển số rất là đẹp nhá. 93L2-7667. Đó anh em nghe có sướng không? Đó, 7667 mà giá để cho anh em cực kỳ rẻ. 9 triệu đồng. Đó. Một chiếc Sirius. Đó, xe mới đăng ký 2022 đây thôi. Xe mới chạy được có 1223 cây số đây anh em. Đó, trên thị trường màu này thì giờ rất là ít nha anh em. Đó, màu Sirius này ít, tất cả thứ nói chung là hơn 1000 cây số thì anh em biết rồi. Xe nguyên bản từ A đến Z hết luôn. Giá giảm chỉ có 17 triệu đồng thôi. 17 triệu anh em nhá. Tiếp tục này. 67 SS50 này anh em, đúng hàng SS luôn nhá. Đó, nói chung là con này là dẹn kìa dọn kiểng luôn rồi. Đó, zin nói chung là vẫn đang còn, chất zin của nó vẫn đang còn khá là nhiều. Đó, theo như mình biết, mình không chuyên về cái dòng này nhưng mình biết phuộc trước phuộc sau đó và hai cặp xi nhan trước sau đều còn zin theo xe. Đó, bình xăng zin theo xe luôn. Đó, gắn thêm cho anh em cả chìa khóa chống trộm này anh em này. Đó. Đó anh em nghe được không? Đó, vẫn đang còn hoạt động đầy đủ hết rồi nhá. Giá giảm cho anh em con này giờ chỉ còn có 25 triệu đồng thôi nhá. 25 triệu. Đó, 67 SS50. Rồi, tiếp tục nha anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào mới vào xem á, có thể mình hết buổi công chiếu là mình tua lại từ đầu xem nha anh chị. Ở phía trước là nãy em quay rất là nhiều mẫu xe rồi đó ha. Đây thì tiếp tục là Bandit. Suzuki Bandit phiên bản 150 này anh em này. Đó, 2020 nhá. Đó, đăng ký biển Bình Phước. Đó, phiên bản này đèn LED nên đi rất là sáng rồi anh em. Đó, đèn LED. FB sang full nhá anh em nhá. Đường lại thằng điếc. Đó anh em. Đèn LED này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Sáng quá trời luôn. Liềng lá thằng điếc, két nước làm mát, đi đường xa thoải mái luôn. Giá con Bandit này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 35 triệu đồng thôi. 35 triệu. Rồi, tiếp tục. Một cặp Honda Rebel đều ở phiên bản nhập Mỹ nhá. Như con này thì là 125 giấy tờ hải quan này. Đó, nhưng mà lên đầu lòng 250 sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đó, anh em mình chạy ngoài đường thì vẫn lưu thông bình thường thôi. Đó, quan trọng là giấy tờ và số khung số máy hợp lệ nhau là chạy phà phà. Đó, cảng chống đổ đèn trợ sáng, nói chung là vào hết cho anh em mình luôn rồi. Túi bao da có sẵn luôn, đăng ký biển số thành phố anh em nhá. Con này thì cái biển mình đang gỡ ra để đi bọc Meca nên hiện tại mình chưa có gắn lên xe. Đó, anh em nào mua mình gắn cho anh em luôn nhá. Giá giảm hiện tại cho con này mình đang giảm cho anh em là 58 triệu. Rồi, tiếp tục nè. Đó, Gireo. Một con này là 250. Đó, bên cạnh là phiên bản 250 anh em nhá. Đó, cũng phiên bản hải quan luôn. Đó, đăng ký biển Vũng Tàu 72. Đó, 250, nghe tiếng bù của nó nói chung là nghiền lắm anh em. Đó, đúng chất zin của nó là sẽ là liền tâm và thắng đĩa nha anh em nhá. Hai bô hai máy, dòng này thì nó sẽ không có két nước đâu. Đó, đăng ký biển Vũng Tàu, giá giảm cho anh em con xe này còn 85. Đó, con bên cạnh 58, con này 85 anh em nhá.
Đó. Rồi tiếp theo này, CBF phiên bản 125 phân khối, đó, phiên bản FI xăng phun điện tử anh em nhá, đèn LED 2 tầng luôn. Đó, bô viết tất cả mọi thứ đều độ cho anh em sẵn luôn rồi. Đăng ký biển Tiền Giang 2018. Giá đang giảm cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 31 triệu đồng thôi. 31 triệu anh em nhá. Rồi, tiếp tục là Honda CBR. Đó, phiên bản Thái Lan nhá. Đó, 150 2013. Đó, FI xăng phun. Đó, đang bọc keo trùng nguyên con, bao cho anh em mình luôn là bóc keo ra không có chảy xước gì đâu nhá. Đăng ký biển thành phố. Giá đang giảm cho anh em con CBR này giờ chỉ còn có 30 triệu đồng tròn thôi. 30 triệu đồng tròn. Tiếp tục. Boss City 125 phân khối. Con này thì mình đang gỡ cái lắp cốp ra, mình sạc bình mới hôm qua thì mình chưa có thời gian bắt vào nên nhìn hơi lộn cộn tí, nhưng mà bắt vào thì hoàn thiện. 125 nhưng mà sở hữu là hệ thống 6 số, có két nước làm mát luôn. Đi đường xa thoải mái luôn anh em nhá, không sợ đúp bê. Đó, đèn cầu đi ban đêm bao sáng, đăng ký biển An Giang. Giá để anh em mua xe giảm rồi, giờ chỉ còn có 20 triệu đồng tròn. Rồi, FZ phiên bản 150cc anh em này. Đó, FZ này, FZ bản S anh em nhá, đời đầu. Đó, vẫn là bình xăng con, bộ chế hỏa khí. Đó, đăng ký biển thành phố. 59U1 19477 đây. Giá giảm hiện tại cho anh em giờ chỉ còn 19 triệu thôi nhá. Honda Marandro phiên bản 150 này. Đó, đăng ký biển Kiên Giang nhá, 2013. Đó, xe này anh em này, đó, Honda này anh em biết rồi, chạy cực kỳ là bền. Giá giảm chỉ còn có 22 triệu thôi nhá. Đó, phiên bản liền lá thắng đĩa, bình xăng cơ Rebel. Đó, SP Honda dọn lên kiểu dáng của Rebel anh em. Đó, phiên bản 150 phân khối đây. Đó, đăng ký biển 94 anh em nhá, 94K2 12888. Đó, máy đôi, hai bô hai máy, đều gắn cho anh em là một cặp bô cổ trai nhá, liền lá thắng đĩa. Đó, anh em là fan của màu vàng thì rước chiếc này về thì quá là hợp phong thủy luôn nhá. Giá giảm chỉ còn có 27 triệu thôi. Một chiếc xe Suzuki, đó, GSX bản S, đó, phiên bản là 150cc anh em nhá. Gắn thêm cho em một cái bộ độ SC rồi, nghe tiếng bô khỏi cần phải C luôn nhá. Đó, anh em nghe thấy không? Bô SC nhá. Đó, đăng ký biển Kiên Giang luôn. Đó, nghe tiếng bô phê lắm nha anh em. Giá giảm cho anh em giờ chỉ còn có 31 triệu thôi anh em. Đó, Suzuki GSX bản S. Rồi, tiếp tục là FZ 150i nè. 5 chiếc luôn anh em ạ. Đó, chiếc nào cũng đều keng smell hết. Mua về anh em khỏi cần phải dọn chiếc gì hết luôn. Mua về là chỉ việc xài thôi. Đó, như con này này 150 phiên bản Mobistar anh em này, 2016. Đăng ký biển Bình Đồng Tháp, giảm cho anh em con 28 triệu thôi này. 28 triệu đồng anh em. Phiên bản này phiên bản màu xám xi măng lông chuột anh em. Đó, trắng xám xi măng nhá. Đó, 2014 đăng ký biển Kiên Giang, giảm cho anh em là còn có 27 triệu này. 27 triệu này nhá. Con này cũng phiên bản Mobistar luôn đó, nhưng mà con này nó mới hơn chút xíu. Nó có bộ hợp đồng ủy quyền sẵn của chủ xe đã ủy quyền lại cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, đăng ký biển 61 Bình Dương. Đó, giá giảm cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 29 triệu này. 29 triệu. Kế bên cạnh em này. Con này thì nó là phiên bản cao cấp hơn một chút xíu anh em. Nó là phiên bản lốc đồng. Đó, 2017 đăng ký biển Bình Định 77 anh em nhá. 77C1 68391. Đó, chính chủ luôn nhá. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này còn 31 triệu anh em. Đó, 31 triệu đồng. Rồi, tiếp tục. 150cc 2015 đăng ký biển Bình Dương anh em. 61D1 đó. 58405 đó, 2015 chính chủ nhá. Giá giảm hiện tại cho anh em con xe này còn có 29 triệu thôi này. 29 triệu. Legion phiên bản 150cc này anh em. Đó, Legion là phiên bản xe nhập Thái Lan anh em nhá. Đó, dòng này thì nói chung là xe mới chạy được hơn 5000 cây số, tất cả mọi thứ mình đều bao zin cho anh em từ A đến Z nhá. Đó, bình xăng không có một vết chảy nào luôn. Tem Thái Lan đang còn dán nguyên trên bình xăng nhá. Đăng ký biển Sóc Trăng 2021. Giá giảm hiện tại mình đang bán con xe này giờ giảm rồi là còn 40 triệu đồng tròn. Winner phiên bản 150 phân khối. Đó, 2019 anh em nhá. Liền lá thắng đĩa này. Đó, FI xăng phun. Đó, vô cho anh em cũng full ốc titan luôn rồi. Đó, con này thì mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 22 triệu đồng nữa nhá. 22 triệu. GPX Dazen. Đó, phiên bản 2020 đây. Đó, 220 phân khối anh em nhá. Đó, gắn cho em đèn trợ sáng này, cảng chống đổ này, tay thắng tay côn này, đều là của RCB hết nhá. Đó, kính chắn gió có luôn. Đó, con này thì gắn cho anh em một cây bột cặp bô độ AHM. Đó, một cổ ra hai bô, nhìn nếu mà anh em có form nhìn từ đằng sau, anh em nào ưng thì mình gửi video. Đó, hình ảnh cho anh em mình tham khảo thử, nhìn rất là đẹp. Giá xe này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 44 triệu này. 44 triệu đồng. Rồi, tiếp theo này anh em. CBF 190 phân khối phiên bản lốc đồng đây, 2017, hiện tại đăng ký biển Bình Dương. Đó, đầu đèn như kiểu là Z1000 luôn nha anh em nhá. Đó, bình xăng cũng rất là to, đăng ký biển số A rồi.
Đó, tại vì 190 phân khối mà anh em. Giá đang giảm cho anh em con xe này giờ chỉ còn có 35 triệu thôi nhé, 35 triệu. GPX Center Diamond Gentleman. Đó. Phiên bản 200cc này, đăng ký 2018, hiện tại con này đang được đăng ký biển số Bến Tre anh em ạ. Đó, 71A100434. Đó. Giá đang giảm hiện tại con xe này mình đang bán là 39 triệu đồng. 39 triệu. Rồi, Legan 200 luôn nè. Legan, đó, phiên bản 200cc đây. Đó, con này thì được sơn một màu vàng cam khá là đẹp nha anh em nhé. Đó, 2019, hiện tại con xe này đang được đăng ký biển số Vũng Tàu 72. Đó, giá giảm hiện tại là còn 39 triệu đồng anh em nhé. 39 triệu. Rồi. GPX Center Diamond Gentleman nữa này anh em, 200cc nhá, 2019. Hiện tại con xe này đang được đăng ký về biển số Bình Dương, 61A101320. Phiên bản 2 đĩa trước 1 đĩa sau anh em nhá. Gắn cho anh em sẵn một cái bộ độ luôn rồi. Đó. Giá hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em giờ chỉ còn có 46 là còn 43 triệu thôi anh em nhá. Giảm rồi còn 43 triệu đồng. Đó. Center Diamond nữa này anh em này. Đó. 2018 Gentleman luôn. Đó, con này thì có gắn thêm cho anh em một số món đồ ăn chơi này. Tay thắng tay côn Dylan này, cùng ga tăng tốc này, đó, cùng dầu này, đó, để cho anh em giá đỡ để đi định vị Hugo này. Trợ lực tay côn, trợ lực tay lái có luôn, liềng tâm, đó, thắng đĩa. Giá giảm hiện tại con xe này mình đang giảm là còn 42 triệu đồng. Ký ủy quyền với tên mình sẵn luôn rồi. Legan 150 đây này anh em. Đó, phiên bản Thái Lan nữa đây, 2019 này, đó, đăng ký biển Bình Dương, 61B113863 này, đó. 150 chính chủ anh em nhé. Giá giảm hiện tại con xe này mình đang giảm cho anh em là giờ chỉ còn có 37 triệu đồng thôi. 37 triệu nhá. Rồi tiếp tục. GPX Legan. Đó, à đâu, xin lỗi anh em, GPX Tewin, phiên bản này phiên bản 250 nhá. Đó, cũng phiên bản nhập Thái Lan luôn. Đó, hiện tại được đăng ký biển số Lâm Đồng Đà Lạt, 49A1 đó. 01102 này. Đó, giá giảm hiện tại con xe này mình đang bán chỉ có 62 triệu đồng thôi. Dòng này là dòng xe hai máy anh em nhá. Đó, phiên bản cà phê classic anh em, hai đĩa trước một đĩa sau nhìn rất là đẹp, có bản két nước rất là to luôn này. Đó. Rồi. Bốn chiếc GZ cuối cùng nữa này anh em. Đó, chiếc này là 125 này. Đó. 125 chính là đời đầu của Nhật nha anh em nhá. Đó, 2008, hiện tại con xe này đang được đăng ký biển Bình Dương. Thùng thiếc đang còn gắn đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Đó. Máy thì gọi là cực kỳ là chất. Đó. Liềng lá thắng đĩa, giá giảm cho anh em hiện tại con xe này là đang còn 26 triệu đồng. Con này 2018 anh em là phiên bản 150. 150 thì bắt đầu trở đi là sẽ có FI xăng full điện tử nhá. 2018 này. Đó, hiện tại đăng ký biển số Bình Dương, 61C181799 này. Đó, chính chủ nhá. Con này hiện tại mình đang giảm cho anh em là còn 53 triệu thôi này. Đó, 53 triệu đồng anh em nhá. Hiện tại con xe này là GZ 150 anh em, hiện tại là một con xe đang hiện tại là rẻ nhất tại cửa hàng mình luôn. Đó, chỉ có 36 triệu đồng thôi. 2015. Thùng đang còn đầy đủ cho anh em, hai bên hai cái thùng này, túi bao da mình sang gắn cho anh em mình luôn, cảng chống đổ đó, máy móc thì khỏi cần phải chê đó, đăng ký biển số Bình Thuận 86, giá để cho anh em 36 triệu đồng. Ôi, một con xe GZ nữa này anh em, 2021 đó, hiện tại con xe này đang được đăng ký biển số Đồng Nai 60 đó, 2022 đó, cực kỳ đẹp, máy móc bao di lên luôn nha anh em nhá. Giá giảm hiện tại cho anh em giờ chỉ còn có 56 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Đó, 2022. Đó, Suzuki GZ 150A đó anh chị các bạn. Đó. Và tất cả những mẫu xe thì nãy giờ em cũng đã quay hết rồi đó anh chị các bạn mình. Rất là nhiều xe luôn, thời gian cũng khá là dài đó anh em nào mà mới vào xem buổi này. Mình có thể hết buổi công chiếu này mình tour lại từ đầu mình xem lại nha anh chị các bạn. Đó, anh em nào ở xa đây anh em này. Chỉ cần cọc tiền cho mình đây, ví dụ như hai chiếc này mình chuẩn bị ship đi này anh em. Một con về Hải Phòng. Đó, như con này là GD này anh em, có một ông anh chốt gửi về Hải Phòng này. Đó, Hải Phòng nhá. Đó, trước khi anh em chốt xe mình sẽ cuốn quà rồi các thứ này bọc kín từ đầu đến đuôi cho anh em mình, nên cứ yên tâm không sợ chảy xước nhá. Đó, con Rebel 125 phiên bản đủ này mình gửi về Huế này anh em. Đó, ship toàn quốc mà. Đó, gửi về thành phố Huế. Đó. Quà cáp động quấn đầy đủ cho anh em, bọc kín từ A đến Z luôn nhá. Rồi, đó, mọi chi tiết thì anh chị các bạn có thể liên hệ qua số Zalo trên màn hình đó anh chị ha. Để được như là chi tiết xe cụ thể như thế nào mình xem rõ ràng hơn, rồi cứ cọc xe thì cửa hàng sẽ ship xe về tới nơi cho anh chị các bạn mình luôn. Đó, thì vừa rồi mình cũng và anh Mỹ đã quay tất cả các số dòng xe rồi, anh em thắc mắc xe gì đó, muốn kiếm dòng xe nào đó trực tiếp thì mình mời anh em đến cửa hàng xem xe là rõ nhất, còn anh em là ở xa thì mình có thể là quay video và gửi hình ảnh cho anh em là có thể tự tin chốt được một con xe bên cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, thì trước khi xuống video thì mình chúc cho anh em một ngày mới vui vẻ hiệu quả nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Rồi, cảm ơn em. Đó, và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.